Tết và Valentine đang đến gần, bạn đã có ý tưởng gì về quà tặng người yêu chưa? Nếu một cái đang phân vân thì hãy để chúng tôi gợi ý cho bạn. Một trong những nỗi lo lớn nhất của các cô gái dịp Tết là tăng cân. Thực sự không thích béo mặt hay nọng cằm. Vì vậy bạn nên tặng cô ấy một thiết bị làm đẹp thiết thực để giúp cô ấy có khuôn mặt vi lai thon gọn mà không cần trang điểm tạo khối hay là botox. Ví dụ như chiếc máy nâng cơ Forio Bear này. Khi massage, máy sẽ dùng dòng điện siêu nhỏ để tập thể dục cho cơ mặt, khiến cho mặt thon gọn và thanh thoát hơn, đánh bay nọng cằm và má chỉ với 2 phút sử dụng mỗi ngày. Bạn có thể thấy sự khác biệt trước và sau khi sử dụng phương pháp nâng cơ này đều đặn, làn da cũng căng bóng khỏe mạnh hơn nhờ collagen được tái tạo dưới da. Bản thân tôi cũng đã sử dụng Forio Bear và thấy làn da có rất nhiều cải thiện, rất đáng đầu tư. Các bạn có thể check ngay link ưu đãi khi mua be ở phần mô tả của video. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, editor Minh Châu và Tô Quản Quại. Lưu ý trước khi vào video, bộ phim có những yếu tố bạo lực, người xem cần có nhận thức rõ ràng để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu một ngày bạn sở hữu sức mạnh khủng bố trong người, bạn sẽ làm gì với nó? Trở thành những siêu anh hùng trừ gian diệt ác hay biến chất thành những kẻ ác gieo rắc nỗi kinh hoàng? Ngẫm nghĩ mặt sáng và tối của con người trong bộ anime Inuyashiki Last Hero. Câu chuyện bắt đầu với Ichiro Inuyashiki, một ông bác tuổi U60 nhưng giao diện cỡ 90. Sau bao năm bị tư bản bóc lột, ông đã đưa cả gia đình thoát khỏi căn chung cư thuê ọp ẹp để đến với một căn nhà cũng ọp ẹp tương tự như vị thế của ông trong gia đình. Chẳng mấy được ke, thậm chí việc Ichiro mang một con chó về nuôi cũng bị cả nhà ném đá, buộc ông phải nuôi chó trong phòng riêng. Bù lại cho đời sống tinh thần khổ sở thì đời sống vật chất của ông còn khổ hơn. Ichiro thường chỉ ăn những món rẻ mạt, cốt để ngân sách cho gia đình. Nhờ những sự độc hại đó mà ông đã thành vật chủ của một cơ man những căn bệnh khó chữa. Dù thế Ichiro chẳng bao giờ than vãn nửa lời, ông cứ thế mà chịu đựng, chữa trị và tự sống. Cho đến một ngày Ichiro bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày và bóng tối sẽ bắt ông đi sau 3 tháng nữa. Ông đã định gọi điện báo cho vợ con nhưng mà chẳng ai thèm bắt máy. Còn gì đau xót hơn khi bị bỏ rơi bởi người thân của mình cơ chứ. Khi về nhà hôm đó, ông đã cố mở lời với vợ nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị chửi cho một tràng vì đống kít của con chó. Chán trường với không khí ngột ngạt, ông dẫn chú chó của mình đi dạo rồi tự vấn. Nếu thực sự biết ông sắp chết, liệu họ có cảm xúc gì không nhỉ? Đau quá chẳng biết làm gì, Ichiro chỉ biết bỏ lên một ngọn đồi mà bật khóc. Đột nhiên có một thanh niên lạ xuất hiện, chưa kịp hỏi thăm xin cái name thì cả hai bị một thực thể vũ trụ tấn công. Những tiếng xì sầm vang lên. Họ nói với nhau về việc đã vô tình gây thiệt mạng cho hai sinh vật có trí tuệ và sẽ tái cấu trúc lại họ. Sáng sớm hôm sau, Ichiro tỉnh lại. Ông thấy cơ thể mình như được reset. Mắt đang độ phân giải 144p bỗng trở nên rõ nét lạ thường. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện ra ông mất hết con mẹ nội tạng luôn. Rất thèm nước. Đỉnh cao của sự bất thường là khi Ichiro nhận ra bản thân không còn là người. Ông là một cỗ máy với những trang bị, súng ống, các thứ các kiểu. Để tìm hiểu mọi chuyện, ông đã trở lại ngọn đồi hôm trước. Ở đây, những dòng ký ức dội về khiến Ichiro nhớ ra có một thanh niên đứng gần mình lúc đấy. Trong lúc tìm kiếm xung quanh, ông bác vô tình kích hoạt cơ chế Super Mic, thu được coi như là mọi âm thanh xung quanh, trong đó có tiếng của một người vô gia cư đang bị đám trẻ trâu bắt nạt. Bằng hình thức bắn pháo hoa tùm lum về phía mình, ban đầu Ichiro định bỏ đi, nhưng nhân tính của ông thì không. Ông băng qua những quả pháo hoa, ngoan thì sẽ bị thương, hư thì sẽ được phạt. Này thì bị thương, này thì bị phạt này. Kết thúc chương trình với Ichiro, giờ là lão già vô gia cư. Trong lúc lũ trẻ quay đi, một camera mở ra sau đầu Ichiro đã quét sạch thông tin về chúng, đồng thời bắn ra những tia sáng nhắm thẳng về phía lũ chẩu tre. Mặc dù muốn mỗi đứa một xiên nhưng tôi vẫn hài lòng khi thấy in tư của chúng cùng những gì chúng làm được đưa lên khắp các phương tiện truyền thông. Sau khi tỉnh dậy, Ichiro được người vô gia cư cảm ơn rối rít vì đã giúp anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Chính niềm vui rạng rỡ đó đã khiến Ichiro rưng rưng. Ông đã cứu lấy một mạng sống. Điều đó chứng minh ông vẫn là một con người. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ichiro muốn sử dụng sức mạnh này để cứu giúp nhân loại. Tuy nhiên mong muốn đó của ông đã bị dội một gáo nước lạnh. Một lần vô tình ông đã nghe được tiếng cầu cứu. Ichiro đã khẩn trương đến hiện trường. Nhưng không may vì xe buýt cản trở nên ông đã đến muộn. Chứng kiến cả một gia đình bị sát hại dã man khiến Ichiro cảm thấy vô cùng đau đớn. Từ trong nhà, một thanh niên bước ra. Cậu ta cho rằng Ichiro là ông của nạn nhân nên muốn hỏi bà đâu để giải quyết một thể. Cậu ta tạo hình tay thành khẩu súng rồi kêu lên bằng một xung lực kỳ lạ khiến Ichiro đo sàng. Đến lúc tỉnh lại, ông vội đuổi theo nhưng không kịp. Hắn đã bay đi mất với sức mạnh có nét rất giống với ông. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kẻ thù ác đó là ai? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu ông bác. Sự ám ảnh về vụ thảm sát vẫn còn dày vò tâm trí Ichiro. Để giải quyết tận gốc cơn ác mộng này, Ichiro nhất định phải tìm ra kẻ thù ác man rợ kia. Song song với việc điều tra thì Ichiro vẫn luôn là một đồng minh của chính nghĩa. Ông cứu giúp bao người khỏi cơn nguy khốn, qua đó mở ra thêm nhiều skill mới cho bản thân mình. Đỉnh điểm là màn cứu một cặp trẻ thoát khỏi tay Yakuza nghiện trịch. Tuy ban đầu Ichiro đã đến kịp lúc và khiến cho gã đô con kia một phen khốn đốn, nhưng vì hắn xài hàng nóng xả liên tọi đến khi Ichiro rơi vào trạng thái tắt nguồn,
nên khi tỉnh dậy thì cô gái đã biến mất, còn chàng trai thì nằm im thin thít. Tưởng như thêm lần nữa Ichiro phải chứng kiến thảm cảnh thì ngạc nhiên chưa? Skill hồi máu của ông mới khai phá lại có ích. Chàng trai cứ tưởng niệm lại tỉnh dậy. Ông định tinh thần cho cậu ta xong, Ichiro ngay lập tức đến tính sổ với tên Yakuza và cả băng đảng của hắn. Bằng skill mộng du tận diệt, Ichiro đã biến đám người đó thành phế vật không hơn không kém. Chúng sẽ phải dành cả phần đời còn lại để ăn năn sám hối. Giải quyết xong lũ khốn, ông đã đến chỗ cô gái, xoa dịu nỗi đau tâm trí, rồi đưa cô về với chồng sắp cưới. Ở một diễn biến khác, dạo gần đây bắt đầu xuất hiện những vụ án giết người hàng loạt. Những nạn nhân tuy có dấu hiệu bị bắn, nhưng không hề phát hiện ra đạn hay súng. Diễn biến đó đã thu hút sự chú ý của một thanh niên tên là Naoyuki Ando, bởi tên gây án là bạn thân của cậu ta, Hiro Shishigami. Nhân vật cũng xuất hiện trong đêm định mệnh cùng Ichiro. Sở dĩ Ando biết được bí mật này là bởi chính Hiro đã đến nhà cậu để show ra bộ dạng cơ khí cùng bộ kỹ năng siêu bá đạo mà hắn có. Hiro biết Ando nghỉ học là bởi bị đám ngổ ngáo trong trường bắt nạt. Với sức mạnh này, hắn cam đoan rằng kẻ nào động lông Ando sẽ cho hắn lên bàn thờ hết. Nói là làm, khi Ando bị đám ngổ ngáo đến làm phiền, một tay Hiro đã dạy dỗ cho thằng đầu sỏ một phen té đái. Không dừng lại ở đó, hắn còn ra tay lấy mạng chúng bằng mấy phát nhất gắn chỉ ngay trước mắt Ando. Quá kinh hãi trước sự vô nhân tính của Hiro, Ando không thể chấp nhận làm bạn với một kẻ đáng sợ như vậy. Nếu Ando đã chê thì Hiro cũng chẳng ép, chia tay nhưng cấm đòi lại manga là được. Trên đường về nhà, Hiro có ghé qua một nhà dân và đặt dấu chấm hết cho gia đình đó. Sự vô nhân tính đốn mặt của hắn xuất phát từ ham muốn chứng minh bản thân đang sống mà thôi. Thảm cảnh cả nhà bị sát hại mà Ichiro chứng kiến chính là tác phẩm đầu tay do Hiro gây ra. Sự đáng sợ của khứa bạn này đã khiến tâm trí của Ando bị ám ảnh. Cậu muốn ngăn chặn hắn nhưng mà không biết cách. Trong lúc cùng quẫn, một hy vọng đã xuất hiện mang tên phép màu Nhật Bản. Những bệnh nhân vô phương cứu chữa bỗng bình phục kỳ lạ, y như cái cách Hiro đã chữa ngón tay bị đứt của cậu. Ando chắc chắn Hiro không phải là người đa nhân cách, nên có thể khẳng định ở ngoài kia có một người sở hữu năng lực tương tự. Tận dụng khả năng thấu âm từng được Hiro chia sẻ, cậu đã làm mấy trò con bò với niềm tin rằng người kia sẽ nghe thấy. Và quả nhiên là nó hiệu quả. Trong quá trình trao đổi, Ando đã tiết lộ mọi thứ biết được về Hiro với bản tính muốn diệt trừ cái ác. Ichiro hứa rằng dù bất cứ giá nào cũng sẽ ngăn chặn con quỷ đó lại. Những ngày sau đó, Ando giúp Ichiro tập luyện. Nhờ sự giúp sức của cậu bạn trẻ, ông bác đã kích hoạt thêm nhiều tính năng mới, đồng thời thuần thục hơn những khả năng cũ. Song song với đó, họ cũng đi thiện nguyện giấu danh, cứu giúp những bệnh nhân vô phương cứu chữa có được cơ hội sống. Phía sau một kẻ phản diện luôn là một đả background. Nhưng Hiro thì không. Tuy bố mẹ cậu đã đôi ngả, nhưng mối quan hệ của hắn với gia đình mới của bố khá là tốt, mẹ cũng hết mực yêu thương. Cho đến một đêm nọ, thân mẫu đã tiết lộ với hắn rằng bản thân đang mang căn bệnh ung thư và chỉ còn sống được một tháng nữa. Một gã sát nhân không gây tay giờ lại đổ cơn đau nhói. Hắn ôm chầm lấy mẹ vào lòng, đồng thời kích hoạt cơ chế siêu chữa trị. Ngay ngày hôm sau khi khám lại, bà đã được khẳng định là mình đã hoàn toàn khỏi, như chưa hề có bệnh tật gì luôn. Để nâng cao đời sống của mẹ, Hiro đã hách tiền trong ngân hàng rồi sắm cho bà một căn chung cư khang trang hơn. Khi biết mẹ căm ghét tên sát nhân hàng loạt, hắn đã quyết định rửa tay gác kiếm. Nhưng quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm. Cảnh sát đã lần ra được manh mối về hắn và lên kế hoạch bắt sống. Tuy lực lượng có vẻ cũng đông đấy, nhưng số này nhầm nhò gì với Hiro. Hắn dễ dàng thoát thân rồi chim cút. Tin tức liên quan đến tên sát nhân phủ sóng tất cả các kênh truyền thông. Trong lúc đang nghe ngóng tình hình, Hiro đã gặp Shion, cô gái mà hắn đã crush từ lâu. Tuy đã biết tin Hiro là tội phạm truy nã, nhưng Shion vẫn tin tưởng hắn bị oan mà đưa về nhà tá túc. Sau khi bố mẹ mất do ung thư, Shion sống cùng với bà. Nhưng cô bé cũng xác định rằng bản thân mình cũng khó thọ vì bản thân cũng mang bệnh đó. Trong thời gian lẩn trốn, Hiro vẫn thường xuyên truy cập internet để xem những tin tức về mình. Trên mạng xã hội 2chan, những mõm online được thể tung hoành. Chúng liên tục dành cho người thân Hiro những ngôn từ độc địa nhất, không chịu được sức ép của dư luận. Mẹ hắn buộc lòng phải lên tiếng xin lỗi. Chứng kiến dáng vẻ tiều tụy của mẹ, Hiro như bị nhấn chìm trong cơn đau cùng cực. Ngày hôm sau, hắn đã được thở phào khi hay tin thân mẫu đã trốn thoát thành công. Nhưng ngay sau đó là một tin khủng khiếp, mẹ hắn đã tự kết liễu đời mình. Sự mất mát này như là một giọt nước tràn ly, kéo theo sự trả thù của một con quái vật. Ngay sáng hôm sau, Hiro đã đến trước nhà bố mình, nơi đám kền kền săn tin đang rỉa mồi. Mỗi tiếng bằng vang lên là mạng nằm xuống. Xong đám phóng viên giờ đến đám giang cư mận. Hiro hack vào trang 2chan, tuyên bố sẽ xử lý toàn bộ không sót tên nào. Thấy dòng tin đó, đám mõm online vẫn nhiệt tình cây phím, coi lời cảnh báo của Hiro như trò đùa. Thậm chí còn có đứa dám tuyên chiến, khẳng định sẽ tự chân đá Hiro vào tù. Và cái kết của chúng như nào á, tất cả đều được hỏi thăm tận nơi và bị hành quyết một cách đau đớn nhất. Tuy thù đã trả nhưng team Hiro vẫn hổng một lỗ lớn. Nhưng thật may là nó đã được vá bởi cô gái Shion. Mặc cho Hiro có là sát nhân, một cỗ máy giết chóc, một kẻ đe dọa sự tồn vong của nước Nhật, hay là kẻ định quẳng cô từ độ cao cả ngàn mét, thì Shion vẫn méo ke.
Thứ khiến cô sợ hãi nhất lúc này chính là việc Hiro sẽ bỏ mình và bà mà rời đi. Những lời nói đó của nàng Sim dường như đã thức tỉnh phần lương tri còn sót lại trong tim của tên sát nhân. Hắn quyết định sẽ ngừng sát sinh, thay vào đó sẽ cứu người bằng khả năng của mình. Và người đầu tiên trong kế hoạch ấy chính là Shion. Những ngày sau đó, hai người đã đi khắp nơi chữa trị cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Họ không mong cầu được báo đáp, chỉ cần người đó được chữa khỏi. Chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội là xong. Nhờ có sự lan truyền đó, Hiro đã cứu được vô số người bệnh. Tưởng như cuộc sống êm đềm như thế là vĩnh cửu, thì đột ngột trong một đêm, đội biệt kích đã đến hỏi thăm tổ ấm đó. Chúng không ngần ngại ra tay với Shion và bà để có thể tiếp cận tên tội phạm truy nã. Hiro bị đội đặc nhiệm cho ăn kẹo đồng liên tội, khiến cho mọi cử động đều rất khó khăn. Khi thấy người yêu và bà nằm bất động, Hiro đã dùng vũ khí nóng để mang họ thoát ra ngoài, rồi ngay lập tức bay đi. Sau khi đến nơi an toàn, phát hiện ra cả hai bà cháu chỉ còn chút hơi tàn, Hiro sử dụng năng lực của mình để hồi phục cho họ rồi mới quay lưng rời đi. Thời gian đó, gia đình Shion liên tục nhận được những khoản tiền, tuy không nói ra nhưng cô biết đó chính là từ chàng trai ấy. Sau hai thất bại ê chề, cảnh sát ngày càng truy lùng gắt gao Hiro hơn. Nếu thực sự chúng muốn tìm thì gã đổ tể cũng chẳng ngại ra mặt, mà đi thẳng vào trụ sở cảnh sát để chào hỏi. Hắn đi tới đâu là sự chết chóc theo đến tới đấy. Tuy đã cố gắng chống cự nhưng cả sở cảnh sát sau cùng cũng khó tránh khỏi kiếp nạn bị thảm sát. Hiro cố tình để lại một viên cảnh sát còn sống sót để cho anh ta thấy từng đồng nghiệp sẽ bị hắn hóa kiếp như thế nào. Ngay khi bước ra ngoài, Hiro đã được đông đảo cảnh sát đặc nhiệm chào đón. Ngay khi đối tượng trúng đạn tỉa, cả đội ập vào với rất nhiều AK. Cuộc bắt giữ được chiếu trên toàn quốc để dân chúng có thể an tâm vì tên sát nhân đã bị tiêu diệt. Nhưng đó là dự tính của đám phóng viên. Còn AI trong Hiro thì xây đéo. Hệ thống hủy diệt được kích hoạt, những tia sáng từ lưng hắn tỏa đi khắp hướng, mỗi tia là một mạng cảnh sát đi kèm. Ngay khi hệ thống dừng lại, Hiro như con rối đứt dây mà rơi xuống. Cơ hội cho cảnh sát ập đến là đây. Chợt một cơn mưa vô duyên ngang qua, tiếp thêm nước cho tên sát nhân comeback mà xin thêm hai mạng nữa. Hắn đã bỏ đi và tuyên bố rằng to be continued. Chứng kiến mọi thứ qua truyền hình, Ichiro lấy làm căm tức lắm. Hiro phải được ngăn chặn ngay lập tức. Sau sự kiện tại sở cảnh sát, danh tiếng của Hiro càng vang xa. Khối nữ sinh đã u mê hắn mà đưa vào top những người mình tin tưởng. Còn cảnh sát thì đã trải qua 3 lần bẽ mặt. Vậy nên họ thề hứa đảm bảo sẽ truy cùng diệt tận con ác thú trong gương mặt trẻ thơ kia. Trước tình hình căng thẳng hiện tại, Ando và ông bác Ichiro đã cố gắng truy tìm tung tích của Hiro, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Ngày ra tay của Hiro đã đến. Khắp các màn hình ở vùng Shinjuku đều bị hack. Tên sát nhân tuyên chiến với toàn nước Nhật và sẽ không ngừng ra tay cho đến khi toàn bộ dân số đi bán muối. Kết thúc màn intro, giờ là lúc bắt đầu. Từng người một phải nằm xuống. Chỉ trong thoáng chốc, một ngã tư tấp nập đã không còn một bóng người, chỉ còn toàn xác người. Thậm chí hắn còn gọi trực tiếp cho MC truyền hình và hành quyết anh ta ngay trên sóng live, vì cái tội cái mặt dễ ghét lại còn sủa lắm. Chính thông tin về vụ việc này đã giúp Ando nhận ra cách thức ra tay của Hiro. Lập tức cậu liên lạc với Ichiro để nhờ ông phát lời cảnh báo. Tất cả phải vứt hết smartphone ngay và luôn nếu muốn sống. Nhận ra kế hoạch của mình đã bị thằng bạn chặn, Hiro ngay lập tức đổi chiêu. Thông qua các màn hình khắp thành phố, hắn sẽ sử dụng liên thanh chỉ để gia tăng án tử được phát ra. Cuộc lạm sát này ngày càng lan rộng. Chỉ có may mắn mới cứu được người dân nước Nhật lúc này. Không thể chịu đựng được nữa, mặc cho Ando bảo mình bình tĩnh, Ichiro vẫn cố sức đi đến chỗ hắn. Chỉ đến khi Ando bảo rằng cuộc thảm sát đã kết thúc thì ông mới dừng lại. Trong sự bất lực nặng nề, KPI ngày hôm nay Hiro đã trả đủ. 100 người thiệt mạng này là cái giá khởi điểm. Ngày mai hắn sẽ đến và lấy gấp 10 lần số đấy. Tuy khủng bố bị đe dọa diễn ra, nhưng các con của Ichiro vẫn đang đến trường. Bất chấp nguy hiểm, cô con gái vẫn cùng bạn bùng tiết mà rủ nhau đi chơi tại một trung tâm thương mại. Còn người dân vẫn mặc lời cảnh báo ngày hôm qua mà tiếp tục sử dụng smartphone. Cũng đúng thôi, thời thế bây giờ mà không kè cái điện thoại làm gì cũng khó. Về vị trí tên sát thủ, hắn đã đến gặp Shino và bày tỏ nguyện vọng đưa bà và cô đến một nơi xa để định cư. Nhưng Shino đã từ chối. Cô chỉ cầu xin Hiro dừng việc giết chóc lại. Bàn tay đã nhúng chảm sao có thể tẩy sạch. Hắn sẽ tiếp tục ra tay theo đúng kế hoạch của mình. Giữa bầu trời Nhật Bản xảy ra hiện tượng lạ. Không chỉ một cái mà hàng chục cái máy bay đâm sầm xuống thành phố. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã được đạo diễn bởi bàn tay của Hiro. Với phương thức này, hắn sẽ nhanh chóng đạt KPI ngày hôm nay thôi. Những tiếng gào thét vô vọng liên tục ập đến tai Ichiro. Lập tức ông bác bay ngay đến hiện trường. Trước mắt ông là thảm cảnh khủng khiếp. Nhưng bây giờ không phải lúc để đau đớn. Ông phải làm gì đó ngay. Sau cú cosplay xịp đỏ, Ichiro đã cứu thành công 10 chiếc máy bay, thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Ngay sau đó, Ichiro nhận được một cuộc gọi của con gái. Nơi cô đang đứng xảy ra cháy do cánh máy bay va vào trước đó. Do tình cờ biết được năng lực của bố mình nên giờ ông là hy vọng duy nhất của cô. Dù muốn đến ngay nhưng ông không thể bởi sự xuất hiện của Hiro. Lần thứ 3 hai con người này đối mặt với nhau. Họ đều muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Nhưng một kẻ kia thì sát người, còn một người lại cứu người. Một cuộc chiến giữa thiện và ác khó lòng tránh khỏi.
nhưng giờ Ichiro có việc cấp bách hơn. Đợi ông tí ông quay lại bem nhau sau. Nhưng mà Hiro không chịu, hắn muốn va ngay cơ. Ta 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 ta, bang, ta 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 ta. Ma trời chạy. Với sự thuần thục sử dụng trang thiết bị, cộng thêm sự vội vã để đến cứu con gái của Ichiro, Hiro đã chiếm lợi thế hoàn toàn cục diện. Tuy bị dí sát bằng những tia sáng, nhưng với thời trẻ làm dân tổ nên Ichiro né được hết. Trong lúc chiến sự đáng căng, thì Ichiro nhận được cuộc gọi của con gái. Cô thì thào những lời sau cuối với bố, nói cô yêu mọi người rồi hoàn toàn tắt tiếng. Không thể chậm trễ thêm, Ichiro quay sang đấu tay bò với thằng nhõi, rồi tận dụng khoảng cách gần để tung đòn tất sát khiến Hiro bất tỉnh. Mà một khi vật chủ tắt thì AI sẽ bật. Hắn tiếp tục lao đến chiến không nương tay, khiến cho ông bác chạy không kịp. Một cuộc đối chiến tia sáng xảy ra, thế thua thuộc về ông bác. Cuộc chiến con người kết thúc. Giờ là lúc hai AI choảng nhau. Kèo này diễn ra cũng căng cực không kém, chẳng có má nào chịu má nào luôn. Chỉ đấy khi con AI của Ichiro tận dụng một vệ tinh rơi xuống, phá hủy nó để tung hỏa mù khiến cho địch bối rối, thì nó mới tận dụng được thời cơ endgame. Với hai cánh tay là chiến lợi phẩm, cả hai giờ đã hết nguyên liệu mà rơi tự do. Hên cho Ichiro là ông rơi vào một con kênh, từ đó đủ nước để tái tạo hoạt động. Dù đã bay max speed nhưng đã quá muộn, con gái ông đã mất đi dấu hiệu của sự sống. Bất chấp việc nỗ lực dùng năng lực như thế nào thì con gái vẫn không tỉnh lại. Chẳng có nhẽ kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây để tôi check va. Môi đã rung và cô con gái sống. Thật may rằng cuộc đời đã không bất công với Ichiro đến vậy. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc như chưa từng có cuộc chia ly. Sau khi đưa con gái hạ cánh an toàn, Ichiro liền đi cứu những người khác bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Hiro. Hành động trượng nghĩa của ông đã cứu được những người tử nạn trở về cõi trần. Lúc này Ichiro đã ngộ ra rằng tất cả những gì ông trải qua trong 58 năm cuộc đời đều để dành cho ngày hôm nay, ngày mà ông cảm thấy mình có ích nhất. Sáng hôm sau khi trở về nhà, khi nhận được những ánh nhìn ngạc nhiên của gia đình, Ichiro không ngần ngại cho họ thấy mình của hiện tại. Ông xin lỗi vì bản thân chỉ là một robot, một kẻ mạo danh không hơn không kém. Ông hiểu rằng mình bây giờ không thể cùng sống chung với họ được nữa, nên quyết định sẽ rời đi. Nhưng người vợ đã cản lại. Bà cho Ichiro một bài test với chủ đề về họ. Tất cả Ichiro đều trả lời chuẩn chỉ. Ông bác có thể đã bị cơ khí hóa, nhưng Ichiro thì vẫn cứ là Ichiro, vẫn là người cha, người chồng, trụ cột của gia đình này. Quá khứ, hiện tại và sau này vẫn thế. Trong khi đó, Ando lúc trở về nhà thì phát hiện ra Hiro đã chờ sẵn mình ở trong phòng. Trong bầu không khí căng thẳng đó, Ando đã đổi hướng sang mời Hiro đọc số jump mới ra. Với một otaku như Hiro thì cái đó quá tuyệt. Trong lúc hắn mải miết với từng trang truyện, Ando đã xin ra ngoài báo tin cho Ichiro biết. Dĩ nhiên hành động đó làm sao mà qua mắt được Hiro. Nhưng hắn đến đây không phải để trả thù, hắn muốn được làm Hiro của ngày xưa, một otaku full time và là bạn tốt của Ando. Ước muốn đó có vẻ khó. Trong mắt Ando bây giờ, người trước mắt là một kẻ sát nhân máu lạnh, một cỗ máy không có trái tim. Nghe những lời nói đó khiến cho thành lũy tình cảm cuối cùng của Hiro sụp đổ, rồi rời đi với một sự não nề. Liệu rằng Hiro có trở lại và gieo rắc sự sợ hãi, hay sẽ có ai đó ra tay để dẹp trừ hậu họa này? Cái đấy thì chẳng ai biết được. Thứ mà họ biết bây giờ là ngày tận thế đã đến. Tổng thống Đỗ Nam Trung qua truyền hình đã phát đi thông báo với toàn thế giới, nước Mẽo đã thất bại trong việc ngăn chặn tiểu hành tinh va chạm với trái đất. Cho nên hãy xả láng một ngày đi, vì sớm thôi, tất cả sẽ hẹo. Ngày tàn của thế giới đến bất ngờ, mọi người đều quyết định sẽ làm điều mình muốn, ở cạnh người mình yêu thương cho đến những giờ phút cuối cùng. Để bảo vệ người thân cũng như mọi người trên trái đất, Ichiro sẽ ra tay. Nhưng khi ra đến cửa thì ông gặp con gái. Cô ôm chầm lấy bố mà nức nở. Cô cầu xin bố hãy trở lại với gia đình. Nhưng lòng Ichiro đã quyết, ông hứa nhất định sẽ quay trở về. Khi đó gia đình họ sẽ lại đoàn tụ hạnh phúc. Còn ngay giờ đây, Ichiro không chỉ mang trên vai gánh nặng tổn vong của nhân loại, trong đó có cả gia đình, bạn bè của ông, nên ông quyết tâm lắm. Cho đến khi gặp kẻ thù thì toang rồi nhân loại ạ. Còn nước còn tát, Ichiro vận hết công lực để phá hủy nó nhưng vô ích. Hết lần này đến lần khác cố gắng, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Tưởng như trái đất đã hết cứu, thì một ánh sáng từ nơi tối tăm đã đến. Nó mang tên Hiro Shishigami. Cậu ta làm lệch quỹ đạo của tiểu hành tinh này. Bởi dù ra sao đi chăng nữa, ở dưới đó vẫn có người mà cậu yêu thương. Cậu nhắc cho Ichiro nhớ rằng họ thực ra là vũ khí có sức hủy diệt cấp hành tinh. Trước khi lên đây, Hiro đã chạy giả lập và tìm ra cách kích hoạt nó. Do hai tay đã mất, nên Hiro nhờ Ichiro nhấn hộ vào mắt để kích hoạt chức năng tự hủy. Rồi ông hãy rời đi. Từ trên trời một ánh sáng trắng phát ra, chiếu rọi thẳng xuống trái đất. Hiro đã ra đi như một người hùng thực sự. Cứ ngỡ rằng sự hy sinh đó là đủ, nhưng không. Cái tiểu hành tinh này lì thật sự. Qua phân tích của Ichiro, thì chỉ cần một nhát nữa từ ông là đủ. Ông giả vờ nói với Ando rằng mình đã về, rồi tự kích hoạt cơ chế tự hủy. Thêm lần nữa ánh sáng ấy lại lóe lên. Trong những giọt nước mắt, những người ở lại vẫn phải sống. Họ sống để giữ lại những gì là hy vọng của những người đã hy sinh, đặc biệt là cô con gái Ichiro. Cuối cùng cô cũng đã có thể tự hào mà nói với bố, mình đã làm được. Manga của cô đã được xuất bản.
đúng như những gì mà cô và người cha của mình vẫn luôn tin tưởng. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.